Vâng, xin chào các bác nhá. Thì giờ là lại khung giờ quen thuộc mỗi tối. Cho tô đầu mối Hải Dương xin phép báo giá cho anh chị quý vị mình. Nhưng đầu sản phẩm hiện đang trưng bày và bán tại chợ bên em nhá. Vâng, chào tất cả các bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Đây, bên em đang có rất là nhiều đầu xe từ 4 đến 7 chỗ để phục vụ anh chị quý vị và bạn nhà mình ạ. Vâng, nhà mình đang xem ai đang quan tâm dòng nào, quan tâm đời nào thì hãy để lại cho em bình luận, để lại comment, để em tư vấn cho tất cả gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Nhẫn Nhẫn này, chào bác Phạm Văn Hải này, chào tất cả những quý khách hàng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Vâng, cả nhà mình ơi đang xem livestream thì cho em xin 57 lượt tim, 57 lời chia sẻ đi ạ, để lan tỏa buổi livestream này hơn. Để nhanh anh chị quý vị mà quan tâm những dòng xe đã qua sử dụng thì đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Vâng, thì hôm nay bên em có về rất là nhiều mẫu xe để phục vụ anh chị quý vị và các bạn ạ. Đây. Hôm nay bên em về chiếc Hyundai Grand i10 mẫu sedan 2 đầu với cửa tiền gửi đến cả gia đình nhà mình là 380 triệu nhá. Vâng, 380 triệu này cho chiếc Hyundai Grand i10 này. Ok bác ạ, Nhẫn Nhẫn ơi, vâng, hôm nay em có chút việc bận nên là live hơi muộn một xíu ạ. Vâng, xin lỗi bác Nhẫn Nhẫn nhá. Chúc bác Nhẫn Nhẫn một buổi tối vui vẻ này. Qua làn sóng livestream này thì hãy chọn cho mình một mẫu xe ngí đi. Vâng, chiếc Hyundai Grand i10 động cơ 1.2 số tự động trước máy quem đây ạ. Xe thì được đăng ký năm 2000, xe lăn bánh đăng ký năm 2018 này, đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương với cửa tiền là 380 triệu đồng. Đấy, xe thì mới được chạy được 1,5 vạn thôi, mới chạy được 1,5 vạn anh chị quý vị nhà mình nhá. Đấy, zin 100% luôn, zin nguyên xe không khác cái xe mới. Bản đủ gửi cho cả gia đình mình. La răng đúc lốp lát còn mới nhá, có phanh đi ABS này. Xin nhan thì tích hợp trên sườn xe. Xin nhan tích hợp trên gương. Đây, các nút cảm biến thì được bố trí xung quanh xe đây. 380 triệu đồng cho mẫu i10 nhá. Vâng, chào bác Nguyễn Văn Phong, chào bác Nương Trần này, chào bác Đức Nga, chào bác anh Ngọc. Vâng, chào tất cả anh hàng thân thương cho ô tô đầu mối Hải Dương. Cả nhà mình ơi đang xem livestream thì cho em 57 lượt chia sẻ đi cả nhà mình ơi. Không mất tiền, không mất mạc gì mà để lan tỏa buổi livestream mình hơn. Để như anh chị quý vị nào mà đang quan tâm đến những dòng xe thì được em tư vấn luôn nhá. Vâng, đằng trước đứng phía trước, chiếc Hyundai Grand i10 đời 2018, động cơ 1.2 số tự động vừa rồi. Tiếp theo đây em lại gửi đến gia đình nhà mình một mẫu xe tự động nhá. Vâng, chiếc Kia Rio đời 2015, đăng ký và bánh năm 2018 với cửa tiền gửi đến cả gia đình nhà mình là 405 triệu đồng. 405 triệu đồng cho một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc ạ. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc ạ. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đèn gầm phá dương, la răng đúc zin nguyên bản theo xe, lốp lát thì còn chin trên 90% nhá. Xin nhan tích hợp trên gương này, gương kính cụp xòe điện, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển và các nút cruise control. Cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 405 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị các bạn ạ. Vâng, chào bác Đức Ngà ạ. Xe đẹp quá, vâng, cảm ơn bác Đức Ngà rất là nhiều ạ. Vâng, cảm ơn bác anh Ngọc này. Chào bác Thanh Ngoan này. Bên mình có Vios 2009-2010 màu đen không? Bản em màu đen ok bác. Vios tầm 2009-2010 thì bên em lại có màu đen nhưng không là bản E nhá. Đây em xin giới thiệu một chiếc bản E cho bác Lương Trần tham khảo nhá. Đây, chiếc máy quay em đây em xin giới thiệu đến bác Lương Trần này. Chiếc Toyota Vios đời 2012 này. Đấy, bản E xịn nên gửi đến gia đình nhà mình nhá. La răng đúc, lốp lát còn mới. Xin nhan trên gương này. Đấy, gương kính cụp xe đấy. Cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình 275 triệu đồng. Một mẫu xe 5 chỗ quốc dân này, xin gửi đến cả gia đình nhá. Bản E xịn đấy. Vâng bác Lương Trần mà có quan tâm đến mẫu Vios bản E này thì hãy để lại cho em xin số điện thoại nhá, để em tư vấn sâu hơn ạ. Vâng, chào bác Hải Nguyên chốt. Vâng, cảm ơn bác Hải Nguyên rất là nhiều này. Cảm ơn đại gia đình nhà mình. Vâng, thì cạnh mẫu Toyota Vios sedan 2 đầu phân khúc hạng B quốc dân vừa rồi, tiếp đây em lại xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình đây, chiếc Kia Morning. Chiếc Kia Morning chiếc máy quay cam đây đời 2009, đăng ký là bánh năm 2011, động cơ 1.0 số tự động này. Cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình, vâng, cửa tiền gửi đến gia đình mình 195 triệu đồng. Vâng, em tầm khoảng 200 triệu. Tầm khoảng 200 triệu thì bên em đang có một chiếc bản tiêu chuẩn nhá. Bản tiêu chuẩn chị ạ, cũng được nhưng được độ lên la răng đúc rồi. Lốp lắp thì còn mới này, có xin nhan gương nhá. Cửa tiền là 195 triệu đồng. Vâng, em đã ghi lại số điện thoại của chị rồi nhá. Ngay sau buổi livestream này thì em sẽ tư vấn cho bác về mẫu Toyota Vios với cửa tiền là 195 triệu đồng ạ. Vâng, chào bác Cơ Khí Tuyên Thám này.
Bác cơ khí Tuyên Thắm vừa vào thì cho em xin 57 lượt tim, 57 lượt like bác Tuyên Thắm ơi. Với cửa tiền 195 triệu đồng em xin giới thiệu đến cả gia đình nhà mình. Đây, mẫu Kia Morning trước máy của em đây. Động cơ 1.0 số động nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc nhá. Anh chị quý vị nào nhà mình đang quan tâm những dòng xe tiết kiệm nguyên liệu này. Đấy thì Toyota Vios này và Kia Morning là rất là nhiều đầu xe tiết kiệm nhà em xin gửi đến cả gia đình nhà mình ạ. Chào bác Tuấn Anh Bùi này, chào bác Đức Nga này. Chào bác Jun Kim Nguyễn này. Chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Chúc anh chị quý vị nhà mình đang xem livestream có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và qua làn sóng livestream này sẽ chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất ạ. Vâng, ngay trước máy quay em đây, em xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình một chiếc Kia Morning nhá. Nhưng chiếc này đầy cao ấy, 2016. Động cơ 1.25 số sàn 4 máy. Với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 215 triệu đồng. 215 triệu đồng cho chiếc Kia Morning với nước sơn màu đỏ ớt trước máy quay em đây. Đấy, tay nắm cửa viền chân kính thì bọc lốc này. Tất cả các gương kính bên ngoài thì được bọc phim cách nhiệt 3M để tạo điều kiện thoải mái cho anh chị quý vị di chuyển điều kiện thời tiết nắng nóng này. Có vẻ che mưa này, cửa tiền là 225 triệu đồng. Giá còn bớt sâu được cho anh chị quý vị nhà mình. Và vậy là những đầu xe tầm gần 300 triệu và trên 300 triệu này, lanh quanh 200 triệu đồng một chút. Thì ngay sau đây em xin chọn cho gia đình nhà mình một mẫu xe 135 triệu đồng. 135 triệu đồng cho chiếc Gentra đời 2009. Động cơ 1.6 số sàn đăng ký 5 chỗ ngồi. Trước máy quay em đây nhá, nước sơn màu đen này. Xe này có đăng kiểm rất là dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2022. 135 triệu đồng ạ. Vâng, cháu Đinh Thị Thu Trang này. Vâng, cháu không mua xe thì ở đây mua xe ở đâu? Vâng, tha hồ chọn bác nhỉ. Vâng, cảm ơn bác cơ khí Tuyên Thắm rất là nhiều ạ. Vâng, thì để em xin gia đình nhà mình một 2 phút để em để lại hai số hotline ở trên phần comment để anh chị quý vị nhà mình dễ quan sát hơn ạ. 03 dạ. Vâng, em đã xin phép để lại hai số hotline của chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên màn hình. Anh chị quý vị nhà mình ai quan tâm thì cứ trực tiếp gọi cho em qua hai số hotline này. Trực 24/7 nhá, để phục vụ anh chị quý vị nhà mình. Vâng, tiếp theo đây với cửa tiền là 150 triệu. Em xin giới thiệu đến cả anh chị quý vị nhà mình một chiếc Lancetti đời 2008, đăng ký là bánh năm 2010. Với cửa tiền gửi đến dạy gia đình nhà mình là 150 triệu đồng thôi. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, nước sơn màu đen. Vâng, sedan hai đầu phân khúc hạng B. Chào bác. Vâng, chào bác Kiều Duy Điền này, chào bác Xuân Thị Doãn này. Vâng, hai bác đang hỏi Y12 đầu. Bản đủ ok, hôm nay này em mới chiều hôm nay thôi. Về một chiếc Y12 đầu bản đủ đây, sedan đây. Phục vụ anh chị quý vị nhà mình nhá. Đây, với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 380 triệu đồng đây. Chiếc Hyundai Grand i10 màu vàng cát, sedan đầu bản đủ chiếc máy của em đây ạ. Na răng đúc này, zin nguyên bản theo xe. Phanh đi ABS, lốp láp thì trên 95%. Đấy, tay nắm cửa viền chân kính thì bọc chrome này. Đấy, rất là đẹp nhá. 380 triệu, giá bớt sâu cho anh chị quý vị mình. Đấy, xe thì mới chạy được 1,5 vạn thôi. Vâng, cam kết với anh chị quý vị mình là không tua nhé. Đây em xin đè lẩu lên cho anh chị quý vị mình cùng quan sát. Mới chạy được 1,5 vạn thôi. Đây, 15.766 km. Vâng, động cơ 1.2 số tự động, 380 triệu anh gửi anh chị quý vị nhà mình nhé. 380 triệu ạ. Vâng, bác Kiều Duy Điển này và bác Xuân Thị Doan này, bác có quan tâm đến mẫu Y10 này, bản đủ đấy, hai đầu này thì cho em xin lại số điện thoại đi. Để sau buổi livestream này em sẽ gửi những hình ảnh và video review trực tiếp con này cho bác quan tâm nhá. Vâng, chào bác ạ, Hạnh Úc ạ, tuyệt vời. Vâng, cảm ơn bác Hạnh Úc rất là nhiều ạ. Đấy là Y12 đầu rồi nhá. Anh chị quý vị nhà mình quan tâm mẫu nào, quan tâm dòng nào thì cứ để lại bình luận đi. Để em tư vấn trực tiếp trên làn sóng livestream này cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Vừa rồi là khá là nhiều mẫu 5 chỗ rồi. Thì tiếp theo đây với cửa tiền là 210 triệu đồng. Vâng, 210 triệu đồng thôi. Em xin gửi đến anh chị quý vị và gia đình nhà mình một chiếc Captiva đời 2008 đến từ nhà CVS đây. Xe này mang động cơ 2.4 số sàn, 5 cấp số tiến, 1 cấp số lùi. Cặp đèn pha và cặp đèn hậu thì được trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp đây. La răng đúc 17 inch mỗi bánh, lốp lát thì còn mới còn đẹp, có phanh đi ABS, xi nhan trên gương. Vâng, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. 210 triệu đồng thôi ạ. Vâng, chào bác Trần Trung Kiên này. Xe đẹp
giá tốt này, tư vấn rất nhiệt tình. Ok bác Trung Kiên, cảm ơn bác Trung Kiên rất là nhiều nhé. Bác Trung Kiên đang xem buổi livestream ngày hôm nay thì chúc bác có một buổi tối vui vẻ này. Qua làn sóng livestream này sẽ chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất. Vâng, cả nhà mình ơi đang xem livestream thì hãy cho em xin một nút like cũng như một nút theo dõi kênh fanpage cũng như kênh YouTube chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những sản phẩm bên em đang bày và bán nhé. Anh chị quý vị nhà mình giúp em mỗi người một nút like, một nút theo dõi đi cả nhà mình ơi. Cạnh mẫu Captiva đời 2008 với cửa tiền 210 triệu đồng. Tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị và gia đình nhà mình một chiếc Mazda 3. Một chiếc Mazda 3 đây, dòng xe đến từ Nhật đời 2008 này. Động cơ 2.0 số tự động đăng ký 5 chỗ ngồi. Với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình 285 triệu đồng. 285 triệu đồng giá này bao rút hồ sơ cho cả gia đình rồi nhá. La răng đúc lốp lát còn mới còn đẹp trên 80% này. Có phanh đĩa ABS, xi nhan tích hợp trên sườn xe và gương. Gương kính cụp xòe điện, đèn pha và đèn hậu được trang bị công nghệ hiện đại vô cùng. Đèn bi siêu sáng siêu đẹp. Máy số keo chỉ còn chất, nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe, cam đùi cam hành trình đầy đủ rồi. Có cửa sổ trời panorama, cửa tiền 285 triệu đồng. 285 triệu đồng giá bớt sâu được cho anh chị quý vị các bạn nhà mình. Bớt ngay 5 triệu nếu anh chị quý vị nhà mình quan tâm chốt thì trên livestream này. Bớt 5 triệu mà giá lại còn thương lượng được thêm nhá. Vâng này, chào bác Trung Nguyễn này. Chào bác Ngoan Thanh này, chào bác Anh Ngọc, chào tất cả những anh chị quý vị nhà mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Cả nhà mình ơi, buổi tối thì đang rảnh tay rảnh chân thì cho em xin 5-7 lượt tim đi. 5-7 lượt chia sẻ để lan tỏa buổi livestream của chợ ô tô đầu mối ngày hôm nay hơn. Để những bác nào mà đang có nhu cầu tìm cho mình những chiếc xe ưng ý từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng thì hãy đến với Thanh Tùng, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhé. Cảm ơn anh chị quý vị gia đình nhà mình rất là nhiều ạ. Cạnh chiếc Mazda 3 đời 2008 động cơ 2.0 số tự động 285 triệu vừa rồi. Em xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình một dòng 7 chỗ gầm cao máy thoáng đây. Chiếc Mitsubishi Jolly đời 2005 này, đăng ký là bánh năm 2007, 135 triệu. Xe đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Máy số keo chỉ sơn xi nhan chất, la răng đúc lốp láp đẹp, 135 triệu đồng giá còn thương lượng, còn bớt sâu được cho chị quý vị nhà mình. Tất cả những dòng xe và giá báo ra trên buổi livestream ngày hôm nay đều là giá thương lượng, còn bớt được sâu cho anh chị quý vị nhà mình. Bớt làm sao cho các bác mua được xe thôi nhá. Chọn cho được mình một chiếc xe ưng ý về thông số kỹ thuật này, một này, và ưng ý về giá cả thì cũng là điều vô cùng quan trọng ạ. Vâng, chào bác anh Lam Hoàng này. Vâng, chào bác Ngoan Thanh này. Chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhà mình ạ. Cạnh chiếc Mitsubishi Jolly đời 2005, đăng ký là bánh năm 2007, thì bên cạnh chiếc Jolly đó em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một chiếc nhỏ gọn này, tiết kiệm nhiên liệu này, dễ đi dễ lái này, dễ luồn lách trong điều kiện chật hẹp này. Đấy, chiếc Kia Morning đời 2012, đăng ký là bánh năm 2014, với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình 125 triệu đồng. Vâng, 125 triệu đồng cho chiếc Kia Morning biển tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không ngập lụt này. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, la răng đúc này, lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi chất. 125 triệu đồng anh chị quý vị các bạn nhé. 125 triệu đồng, bớt ngay 5 triệu nếu mà chốt được trên livestream cho anh chị quý vị các bạn nhà mình ạ. Đây còn rất là nhiều đồ xe đây để gửi đến phục vụ anh chị quý vị nhà mình. Vâng, hello bác Nguyễn Trương ạ. Cạnh chiếc Kia Morning đời 2015. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến gia đình nhà mình chiếc Toyota Vios. Vâng, chiếc Toyota Vios đời 2010, đăng ký và làm bánh năm 2012. Cửa tiền tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương đến tham khảo cho cả gia đình nhà mình là 195 triệu đồng. 195 triệu đồng này. Xe được trang bị la răng đúc này. Có phanh đĩa lốp lát thì còn đẹp. Trang bị cả xi nhan trên gương. Vâng, chi tiết tay lắm, cửa này viền chân kính thì là bọc lốp rất đẹp rồi. Có vẻ trên cao. Đăng kiểm còn dài miên man cho cả gia đình mình luôn. Đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Đăng kiểm dài, máy số keo chỉ sơn xi, nội thất đẹp rồi. Anh chị quý vị nhà mình mang em nó sẵn về, sẵn đi, sẵn di chuyển và sẵn những phục vụ ở từ sẵn những phục vụ những nhu cầu cơ bản nhất đến gặp gỡ khách hàng cũng như giao lưu bạn bè của cả gia đình nhá. Vâng, chào bác ạ. Thanh Triều Ngô này, chào bác Nguyễn Trương này. Chào tất cả những anh chị quý vị nhà mình đang xem buổi livestream nhá. Chúc cả gia đình nhà mình có buổi tối vui vẻ. Cạnh chiếc Vios đời 2010 vừa rồi. Tiếp theo đây em lại giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình một dòng xe đến từ nhà Toyota đây, dòng xe cũng vô cùng quốc dân 7 chỗ đây. Chiếc Innova đời 2008 này. Đây,
đăng ký làm bánh năm 2010 với cửa tiền gửi đến anh chị, quý vị và gia đình nhà mình là 239 triệu đồng, 239 triệu đồng cho một dòng, cho một chiếc Innova nhé. Bản này là bản G này, bản G 2.0 xịn trước máy quay em đây. Xe thì trang bị la răng đúc, lốp láp thì còn mới. Đây, vô lăng túi khí, cửa tiền gửi đến anh chị, quý vị gia đình nhà mình là 239 triệu đồng ạ. Vâng, em xin lỗi, 239 triệu đồng. Máy số, keo chỉ, sơn si, bao zin cho cả gia đình nhà mình. Bao zin nhá. Đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe này, 239 triệu đồng. Giá bớt sâu được cho cả gia đình nhà mình. Vâng, cả nhà mình ai đang quan tâm đến dòng Toyota Innova 7 chỗ quốc dân này, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu, thì anh chị quý vị nhà mình cứ mạnh dạn để lại comment, để lại bình luận cũng như số điện thoại để em tư vấn cho cả gia đình mình về dòng xe này nhá. Đây, ngay trước máy quay em đây, em xin tiếp tục giới thiệu cho anh chị quý vị nhà mình một dòng xe để nhập khẩu nhé. Trước máy quay em là chiếc Lacetti Cedric đời 2010, đăng ký và làm bánh năm 2012 với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình là 255 triệu đồng, 255 triệu đồng cho một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc này. Form dáng thì vô cùng là dài, vô cùng là đẹp này, độ đầm xe này đi vô cùng là thích luôn, không phải bàn về độ đầm xe nhá. Form dáng thì vô cùng lịch sự này, cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 255 triệu đồng. Xe đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Máy số, keo chỉ, sơn si, nội thất zin nguyên bản theo xe nhé. Cửa tiền cũng rất là hợp lý, 255 triệu. Một chiếc xe số tự động này. Em xin quay phần nội thất bên trong cho cả gia đình mình cùng quan sát đây. Đấy, nội thất zin nguyên bản theo xe. Xe được độ lên màn hình Android, cơ lớn, phục vụ nhu cầu giải trí cho chị quý vị và các bạn nghe, nghe nhạc này, xem phim này, xem tin tức này. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng. Túi khí an toàn có cả trên táp ly bên phụ cạnh người lái đây. 255 triệu đồng. Giá là còn bớt sâu đấy chị quý vị nhà mình. Trang bị cả option cửa sổ trời cho cả gia đình nhá. Vâng, cả gia đình nhà mình mà ai đang quan tâm dòng xe nhập khẩu này, chiếc Lacetti Cedric này, thì bên em đang có 2 chiếc. Một chiếc đời 2010, đăng ký làm bánh năm 2012, trước máy quay gần đây. Và một chiếc 2009, đăng ký làm bánh năm 2011. Thì em sẽ tiếp tục giới thiệu cho cả gia đình nhà mình trong buổi sóng live stream ngày hôm nay. Vâng này, chào bác Quang Lễ này, chào bác Trần Hiếu này, chào bác Lương Thuận. Cả nhà mình đang xem live stream thì cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Lượt chia sẻ lượt càng nhiều, lượt xem lượt tim càng nhiều này, em lại lấy càng làm động lực để giảm giá cho anh chị quý vị mình sâu hơn nhé. Giảm làm sao cho tất cả những bác mà quan tâm đến những dòng xe tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương đều mua được xe thôi ạ. Vâng, cảm ơn gia đình nhà mình rất là nhiều ạ. Cạnh chiếc Lacetti Cedric đời 2010 vừa rồi, tiếp theo đây em xin giới thiệu đến anh chị quý vị mình hai mẫu 7 chỗ đến từ Mỹ đây. Vâng, hai chiếc Vivante Chevrolet đời 2008 trước máy quay em đây ạ. Chiếc màu vàng cát thì động cơ 2.0 số tự động, đăng ký 8 chỗ ngồi. Cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 175 triệu đồng thôi. 175 triệu đồng cho một chiếc 7 chỗ này. Máy số, keo chỉ, sơn si thì còn chất còn đẹp. Xi nhan trên sườn xe la răng đúc, lốp láp mới rồi. Anh chị quý vị nhà mình mang em nó về sẵn đi, sẵn di chuyển, sẵn phục vụ những nhu cầu của đại gia đình nhà mình nhé. Vâng, cạnh chiếc màu vàng cát là chiếc màu bạc này. Cửa tiền là 155 triệu đồng. 155 triệu đồng. La răng đúc, lốp láp mới, động cơ 2.0 số sàn. 155 triệu đồng. Giá lại còn bớt sâu được cho anh chị quý vị nhà mình. Đăng kiểm còn khá dài, đăng kiểm đến cuối năm nay, tháng 12 năm 2022 này. 175 triệu đồng này, động cơ 2.0 số tự động này. 155 triệu đồng, động cơ 2.0 số sàn này. Anh chị quý vị nào mà đang quan tâm đến dòng Vivante này thì cứ để lại cho em bình luận, để lại cho em comment cũng như số điện thoại. Ngay sau buổi livestream này thôi, em sẽ kết bạn trực tiếp qua Zalo để gửi đến anh chị quý vị nhà mình những hình ảnh video review chi tiết nhất về dòng sản phẩm này bên em đang bày bán ạ. Vâng này, chào bác ạ. Đỗ Đan này, chào bác Anh Tâm này, chào bác Hoan Thanh này, chào bác Nguyễn Đời. Chào tất cả những anh chị quý vị nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn anh chị quý vị mình rất là nhiều ạ. Sau khung giờ ăn cơm tối thì lại tiếp tục theo dõi em để em báo giá cũng như tương tác và trò chuyện cho cả gia đình mình về những dòng xe hiện đang có tại bên em nhé. Vâng, tiếp đây chiếc máy quay của Thanh Tùng, em xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình một chiếc Accent này. Chiếc Accent đời 2009, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Xe để nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc này. Rồi có trang bị la răng đúc, có phanh đĩa, lốp láp thì còn đẹp trên 95%. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ
halogen chiếu sáng đa chiều, xe thì biển tư nhân chính chủ 14A Quảng Ninh. Tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Xi nhan trên sườn xe, máy số, keo chỉ, sơn si thì còn vô cùng là chất nhá. 170 triệu đồng cho mẫu Accent trước máy quay đây anh chị quý vị các bạn nhà mình ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Đời, có Santa Fe số tự động 5 chỗ không anh? Vâng, bác Nguyễn Đời ơi, Santa Fe số tự động 5 chỗ thì tạm thời bên em lại chưa có hàng bác nhá. Bác cứ để lại cho em số điện thoại đi, để sau buổi livestream này em sẽ kết bạn cho kết bạn với bác để tư vấn cho bác về những dòng sản phẩm 5 chỗ đây bên em đang bày bán vậy ạ. Cảm ơn bác rất là nhiều nhá. Vâng, chào bác Văn Bàn này, chào bác Hoan Thanh này. Vâng, cạnh chiếc Accent đời 2009. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình một chiếc Innova. Vâng, chiếc Innova trước máy của em đây, đời 2008 này, đăng ký vào năm 2010. Với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng. Xe thì mang động cơ 2.0, số sàn đăng ký 8 chỗ ngồi đây. Đấy, bản G-Sin đây, một mẫu xe 7 chỗ quốc dân, la răng đúc, lốp láp mới, phanh đĩa ABS. Vâng, xe thì tư nhân chính chủ 89 Hưng Yên. Một chiếc xe tư nhân chính chủ này, không chạy dịch vụ, không taxi. Cam kết anh chị quý vị mình, đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe, cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi. Vô lăng túi khí, nội thất ghế da còn mới còn đẹp. Trần thì vẫn là trần nỉ zin nguyên bản theo xe, hai hàng điều hòa tạo nên cảm giác thoải mái cho anh chị quý vị nhà mình di chuyển đủ người trên xe nhé. Vâng, chào bác Hà Thăng này, chào bác Kiên Nguyễn này, chào bác Nguyễn Trung này, chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương, cả gia đình nhà mình ạ. Vâng, cảm ơn gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Bên cạnh chiếc Innova là 2008 với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 235 triệu đồng vừa rồi. Tiếp theo đây em lại giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình một chiếc Kia Morning đời cao đấy ạ. Chiếc Kia Morning đời 2016, động cơ 1.25, số sàn 4 máy, đăng ký 5 chỗ ngồi. Với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 215 triệu đồng. 215 triệu đồng cho một chiếc Kia Morning đời 2016 này. Xe thì trang bị la xăng đúc, lốp lát thì còn mới còn đẹp. Những chi tiết như tay nắm cửa, viền chân kính thì bọc chrome. Có trang bị cả vè che mưa cho quý vị nhà mình rồi nhé. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Máy số cao chỉ thì bao chất cho cả gia đình nhà mình. 215 triệu đồng. Giá là còn bớt sâu được cho đại gia đình nhà mình ạ. Vâng, anh chị quý vị là nhà mình đang quan tâm dòng Kia Morning với cửa tiền là tầm 200 đổ xuống đi thì gia đình nhà em đang có tầm chục mẫu nhé. Đủ đời này, đủ màu sắc, đủ sự lựa chọn cho cả gia đình nhà mình. Vâng, chào bác Nguyễn Đời này, chào bác Tâm Ngôn, chào bác Kiên Nguyễn này, chào tất cả anh chị quý vị nhà mình. Có xe nào số tự động gầm cao khoảng 250 triệu quay đầu không anh? Tầm số tự động gầm cao tầm 250 triệu quay đầu thì tạm thời là bên em lại chưa có bác Nguyễn Đời nhá. Bác cứ cho em xin một nút like như một nút theo dõi kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ dòng sản phẩm bên em. Bác cứ cho em xin lại số điện thoại để hôm nào mà có cái dòng sản phẩm mà bác đang yêu cầu thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho bác ạ. Vâng, chào bác Cường Nguyễn này. Thì cạnh chiếc Kia Morning đời 2016, động cơ 1.25 số sàn rồi. Tiếp theo đây, đến từ nhà Hyundai, em xin giới thiệu đến cả gia đình nhà mình một chiếc Quest. Chiếc Hyundai Getz đời 2009, đăng ký vào năm 2010. Một chiếc xe zin từ máy số keo chỉ đến sơn si, nội thất ghế lỉ nguyên bản cho xe. 145 triệu đồng, giá bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình. Một chiếc xe nhỏ gọn này, bền bỉ vô cùng, tiết kiệm nguyên liệu, động cơ 1.0. Vâng, chào bác Nguyễn Đời. Vâng, cảm ơn bác Nguyễn Đời rất là nhiều nhé. Vâng, bác Nguyễn Đời cứ cùng theo dõi buổi livestream ngày hôm nay cùng em với tất cả những khách hàng thân thương để xem có chọn được cho mình một mẫu xe nó ưng ý nhất tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương không nhá. Cảm ơn bác Nguyễn Đời rất là nhiều ạ. Vâng, chào bác Phương Nguyễn này. Cạnh chiếc Hyundai Getz đời 2009, động cơ 1.0 với cửa tiền là 135 triệu đồng vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một mẫu La Chetti Cedric. Vâng, chiếc La Chetti Cedric trước máy của em đây, đời 2010, đăng ký vào năm bánh. Em xin lỗi, đời 2009, đăng ký vào năm 2010. Với cửa tiền em báo đến gia đình nhà mình là 255 triệu đồng. 255 triệu đồng cho chiếc La Chetti Cedric trước máy quay ở đây. Bản này bản nhập hàng xuất trong đông, 8 túi khí xin gửi đến gia đình nhà mình. Vâng. Xe thì mang nước sơn màu đen này, cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. La răng đúc lốp đáp thì còn đẹp, xi nhan tích hợp trên sườn xe.
Những chi tiết như tay lắm cửa viền chân kính thì được bọc lốc rồi. Cam nồi cam hành trình đầy đủ. Trang bị cả option cửa sổ trời cho gia đình nhà mình nhá. 255 triệu đồng. Giá còn bớt, còn thương lượng, còn bớt sâu được cho cả gia đình nhà mình ạ. Vâng anh chị quý vị nhà mình ơi, ai đang quan tâm dòng Lacetti CX này thì cứ để lại cho em xin số điện thoại đi. Ngay sau buổi sóng livestream ngày hôm nay thì em sẽ kết bạn qua Zalo cho anh chị quý vị nhà mình để tư vấn, để gửi đến anh chị quý vị nhà mình những hình ảnh cũng như video review trực quan nhất về những dòng sản phẩm bên em đang bày bán ạ. Vâng, chào bác Lên Võ này. Chào bác Nguyễn Viết Quảng này, chào bác Nhật Minh này, chào bác Cường Nguyễn. Vâng, chào bác Nguyễn Viết Tùng chốt luôn. Ok bác Nguyễn Viết Tùng nhá. Vâng, chúc bác Nguyễn Viết Tùng một buổi tối vui vẻ này. Qua làn sóng livestream này sẽ chọn cho mình được mẫu xe người ý nhất cho bác Nguyễn Viết Tùng ạ. Cạnh mẫu Lacetti CX, em lại tiếp tục giới thiệu đến anh chị quý vị mình một chiếc xe nhập khẩu Hàn Quốc nguyên chiếc đây. Chiếc Gen CX đời 2009, đăng ký bánh năm 2010. Với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng anh chị quý vị các bạn nhé. La răng đúc này, lốp lắp thì còn mới, có phanh đĩa ABS. Sấy gương, sấy kính đủ cả, điều hòa lóng lạnh hai chiều Z-buốt. Đăng kiểm thì còn dài miên man luôn, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Máy số keo chỉ sơn xi bao chất cho cả gia đình nhà mình. 235 triệu đồng, chiếc Gen CX trước máy quay em đây ạ. Vâng, dòng Gen CX này thì tại chợ ô tô đầu mối bên em đang có hai chiếc nhá. Chiếc này là 235 triệu đồng này, với nước sơn màu xám này. Và một chiếc với nước sơn màu đỏ là 234 triệu đồng. Thì ngay sau đây em sẽ giới thiệu cho gia đình mình một cặp luôn nhá. Vâng này, chào bác Lên Nguyễn này. Chào bác Đinh Hữu Nghệ này, chào bác Nguyễn Viết Quảng. Chào tất cả những khách hàng thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Đây, với cửa tiền là 234 triệu đồng đây. Tiếp tục em lại giới thiệu đến gia đình nhà mình một mẫu Gen CX đây. Nhập Hàn nguyên chiếc, đăng ký và lăn bánh năm 2010 này. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi bao chất cho cả gia đình của mình. Vâng, chào bác ở Huế, Huế Thị Thái có Innova đời 17 không anh? Bác ơi, Innova đời 2017 thì tạm thời lại bên em này chưa có nhá. Bên em đang có một chiếc Innova đời cao nhất là 2011. Bác thì ngay sau buổi livestream này thì em sẽ gửi cho bác những video và hình ảnh của chiếc Innova đời 2011 để xem bác có ưng nó không nhá. Thì bác cứ tạm thời cho em xin một nút like đi, cũng như một nút theo dõi kênh fanpage và kênh YouTube chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để quan sát tất cả những dòng sản phẩm bên em đang bày bán, xem bác có ưng được mẫu nào thì em xin tư vấn cho bác ạ. Vâng, chào bác Ngoan Thanh này. Đây, chiếc Gen CX này 2010, 234 triệu, nhập Hàn nguyên chiếc, động cơ 1.2 số tự động nhá. Hai chiếc xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình. Vâng. Cạnh chiếc Gen CX đời 2010 với cửa tiền là 234 triệu đồng vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến cả gia đình nhà mình. Đây, một mẫu Innova đời 2008 này, đăng ký làm bánh năm 2010. Với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình là 265 triệu đồng. 265 triệu đồng, bao máy số keo chỉ zin cho cả gia đình mình. La răng đúc, phanh đĩa ABS, bản này bản G xịn nên gửi đến cả gia đình mình nhá. Bản G xịn này, có phanh đĩa ABS này. Vô lăng túi khí này, hai mắt cảm biến lùi, hai mắt cảm biến chống va chạm phía sau, giúp anh chị quý vị mình di chuyển lùi một cách an toàn và không có những trường hợp đáng tiếc xảy ra nhé. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Máy số keo chỉ sơn xi bao chất cho cả gia đình nhà mình. 265 triệu đồng, giá còn bớt sâu được cho cả gia đình mình ạ. Vâng, anh chị quý vị nào mà vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay thì cho em xin một nút like cũng như một nút theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Hôm nay là cuối tháng rồi thì bên em xin bớt sâu, bớt làm sao cho anh chị quý vị nhà mình quan tâm thì mua được xe đó luôn nhá. Có giá là bán thôi, trả giá là bán cho cả gia đình mình thôi. Vâng, chào bác Cường Nguyễn này, chào bác Lên Võ này, chào bác Xuân Trường Hồng này. Chúc anh chị quý vị nhà mình đang xem livestream này có buổi tối vui vẻ này. Cho em xin một nút like cũng như một nút chia sẻ đi cả gia đình mình ơi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả mà để buổi sóng livestream ngày hôm nay được lan tỏa hơn. Để những bác nào đang quan tâm những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ thì hãy đến với Thanh Tùng, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương để chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất nhá. Trước máy quay em đây, em xin giới thiệu đến đại gia đình nhà mình. Đây, một mẫu Hyundai Grand i10 đời 2014 bản đủ full kịch đây. Thì cả nhà mình cùng xem với em xem bản đủ full kịch thì có gì nào. La răng đúc 4 bánh này, có phanh đĩa ABS, xi nhan tích hợp trên sườn xe, gương kính cụp xe điện, vô lăng túi khí này, đề lổ start top, điều hòa nóng lạnh hai chiều,
Vâng, điều đó Hà Long Lạnh hai chiều rét buốt luôn. 235 triệu đồng, 235 triệu đồng, giá lại còn bớt sâu cho anh chị quý vị mình. Một chiếc xe tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Nhiều ô tô đẹp quá Thanh Tùng ơi. Vâng, cháu xin chào bác Phạm Trách ạ. Vâng, chúc bác Phạm Trách có buổi tối vui vẻ nhá. Bác cứ quan sát xem mẫu nào hợp lý đi thì bác chọn hộ cháu một mẫu đi, bớt sâu cho bác Phạm Trách ạ. Một khách hàng gọi là vô cùng là thân thuộc của cháu ô tô đầu mối Hải Dương cũng như của Thanh Tùng ạ. Chào ạ. Cạnh mẫu Hyundai Grand i10 đời 2014 bản phun kịch vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình mấy mẫu xe tầm 140 triệu thôi. 140 triệu cho mẫu Lacetti đời 2007 này. Đời 2007 động cơ 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi. Máy số keo chỉ sơn si còn vô cùng là ngon, vô cùng là chất này. Mang về sẵn đi sẵn di chuyển thôi, không phải nghi ngợi gì điều gì thêm. La răng đúc lốp đáp đẹp, xin nhan trên sườn xe. 140 triệu anh chị quý vị nhà mình nhá. Vâng, chào bác Lan Hoàng này, cuối năm có lương sẽ mua. Ok bác Lan Hoàng. Vâng, cuối năm cũng được, ngay bây giờ cũng được. Anh cứ lúc nào cũng được. Nhưng bây giờ thì anh xin anh cứ một nút like cũng như một nút theo dõi kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Và bác cứ 8 giờ 30 phút mỗi tối lại vào xem cho Thanh Tùng, lại ủng hộ Thanh Tùng và chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Vâng ạ, cảm ơn gia đình mình rất là nhiều ạ. Những lượt xem này, những lượt like, những lượt chia sẻ cũng là động lực của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để mang đến cả gia đình nhà mình những dòng sản phẩm ưng ý nhất nhé. Tiếp theo trước máy quay em đây, em xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình một chiếc Mazda 626. Chiếc Mazda 626 đời 2004 với lớp sơn màu đen trước máy quay em đây ạ. Xe thì mang động cơ 2.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, 145 triệu đồng. 145 triệu đồng cho một chiếc Mazda đến từ Nhật này, 626 2004. La răng đúc phanh đĩa ABS, lốp lát thì còn đẹp. Máy số keo chỉ sơn si bao chất cho cả gia đình của mình. 145 triệu đồng thôi. Anh chị quý vị nào mà quan tâm đến mẫu Mazda 626 này thì cứ để lại số điện thoại đi, hoặc là gọi điện trực tiếp cho em qua hai số Zalo em đã để trên màn hình rồi để em tư vấn cho cả gia đình mình nhé. Chào bác Hoàng Trường này, mình có tài chính chỉ khoảng 100 triệu đồng, có nào nhỏ gọn ít nhiên liệu cho mình xem. Ok bác Hoàng Trường ơi, đây nhỏ gọn này, tiết kiệm này, 100 triệu đồng đây. Em xin giới thiệu đến bác Hoàng Trường này cũng như những anh chị quý vị mà đang quan tâm đến những mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu đây. Phân khúc dưới 100 triệu đồng luôn nhé, chứ không phải 100 triệu đồng đâu. 98 triệu đồng, vâng, 98 triệu đồng cho chiếc Chevette Bắc đời 2010, đăng ký đăng bánh năm 2012 chiếc máy của em đây. Đấy, la răng đúc này, có phanh đĩa, lốp lát còn mới còn đẹp. Máy số, keo chỉ, bao zin, bao chất cho cả gia đình mình. 100 triệu đồng, nhưng lại trang bị cả cam đùi này, cả cam hành trình này. Nội thất ghế da vô cùng đẹp luôn. Em xin quay phần nội thất bên trong này cho bác Hoàng Trường này. Lên cả màn hình Android cỡ lớn này, màn hình Android to kịch cho bác nhá. 98 triệu đồng thôi, bớt sâu được nếu bác quan tâm nhá. Đây, bác Hoàng Trường à, đã đủ thông tin về chiếc Spark hay chưa để em review thêm riêng cho bác Hoàng Trường ngay trên sóng livestream này ạ. Đấy, sơn si vô cùng đẹp này, máy số vô cùng là chất này. Đèn pha thì không có dấu hiệu đục mờ do xương do nhiệt này. 98 triệu đồng thôi. Tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi biển thủ đô luôn này. Đấy, gửi đến anh chị quý vị nhà mình. Bác Hoàng Trường mà có đang quan tâm đến mẫu này thì cứ để lại cho em xin số điện thoại đi. Ngay sau buổi livestream này em sẽ gửi cho bác video và hình ảnh chi tiết nhất về mẫu Chevrolet Spark đấy nhá. Vâng, chào bác Vương Minh Liêm này. Chào tất cả anh chị quý vị nhà mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Thì cả nhà mình ơi, cứ hào phóng cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Cảm ơn anh chị quý vị gia đình mình rất là nhiều ạ. Đây vừa tiện là chiếc Spark với cửa tiền 98 triệu đồng này, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu này. Em lại xin giới thiệu đến gia đình nhà mình một chiếc Matiz này. Chiếc Matiz trước máy quay em đây với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình, đọc ra giật mình luôn, 58 triệu đồng thôi. 58 triệu đồng cho chiếc Matiz bản SE đời 2005 đây. Động cơ 0.8 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi này. Chưa đến 60 triệu đồng, anh chị quý vị nhà mình đã có ô tô để đi lại, để di chuyển, để phục vụ những nhu cầu cơ bản như tránh mưa, tránh nắng này, đưa con đi học và đưa vợ đi chơi này. Máy số keo chỉ sơn si còn đẹp, gửi đến gia đình nhà mình. Vâng, chào bác Nguyễn Huy. 300 triệu không, có chiếc nào 300 triệu không? 300 triệu thì tầm tầm bên em rất là nhiều nhá. Đây Mazda này, tầm 285 triệu này. Đây Mazda 285 triệu đồng này. Đấy,
quanh quanh dưới 300 triệu một chút này, 235 triệu đồng này, i10 bản đủ đây. Đấy, 380 triệu này. i12 đầu cũng bản full kịch này, bản đủ không thiếu một cái gì luôn, bản thừa luôn gửi đến bác luôn này. 405 triệu đồng này. Zio này. Anh quan tâm đến một tầm 300 triệu thì bên em rất là nhiều sản phẩm để gửi đến anh nhá, anh Huy Nguyễn nhá. Vâng, cứ anh cứ theo dõi buổi livestream đi để xem đang ưng mẫu nào, ưng dòng nào thì em tư vấn trực tiếp cho bác ạ. Vừa rồi là chiếc Matiz 2005 này. Cạnh chiếc Matiz 2005 với cửa tiền là 58 triệu đồng. Em xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình 195 triệu đồng, 195 triệu đồng cho chiếc Hyundai Grand i10 đời 2014, đăng ký là bánh năm 2017 này. Máy số keo chỉ sơn xịn còn chất còn đẹp, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023. 195 triệu đồng, giá còn bớt sâu được cho cả gia đình mình. Vâng, nước sơn màu trắng này, anh đi cũng đẹp mà chị đi thì cũng hợp này. Đấy, xin em trên sườn xe, gương kính chỉnh điện, 195 triệu đồng xin gửi đến gia đình nhà mình. Đây, rất là nhiều đầu Hyundai Grand i10 này, mẫu xe nhỏ gọn quốc dân này. Bên em là rất là nhiều đầu xe quốc dân nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu để phục vụ anh chị quý vị nhà mình. Vừa rồi là chiếc Hyundai Grand i10 đời 2014 này, đăng ký năm bánh năm 2017 này. Thì chiếc máy quay em đây, em xin giới thiệu đến gia đình nhà mình chiếc Hyundai Grand i10 đời 2015, đăng ký là bánh năm 2017 này. Đấy, xe thì có la răng đúc, phanh đĩa lốp lát thì trên 95%. Nhưng chi tiết đến tay lắm cửa này, viền chân kính thì đọc lốc rất là đẹp đây. Điểm nhấn trên nước sơn màu trắng đấy nhá. Xung quanh thì các kính này thì được bọc phim cách nhiệt 3M rồi, tạo nên điều kiện thoải mái cho anh chị quý vị nhà mình di chuyển trên điều kiện thời tiết nắng nóng này, có vè che mưa này. Đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, điều hòa nóng lạnh hai chiều rét buốt luôn, gửi đến gia đình nhà mình là 219 triệu đồng. 219 triệu đồng giá lại còn bớt sâu được cho gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác Bùi Hiệu này, chào bác Anh Ngọc này. Vâng, chào bác Huế Thị Thái, chào tất cả các hàng thân thương của chỗ ô tô đầu mối Hải Dương. Thì cuối tháng ở bên em cũng chốt được khá nhiều đầu xe rồi. Thì hôm nay thì cũng nhân dịp ngày cuối tháng đi, anh chị quý vị nào mà mạnh dạn chốt được thì bớt sâu được cho anh chị quý vị mình, bớt 10 triệu cho cả gia đình mình trên một đầu xe. Nếu mà chốt được trên buổi sóng livestream ngày hôm nay anh chị quý vị nhá, bớt 10 triệu cho gia đình mình, giá lại còn thương lượng được thêm ạ. Đằng sau chiếc i10 Hyundai Grand i10 đời 2015, đăng ký là bánh năm 2017 với cửa tiền là 219 triệu đồng vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến cả gia đình nhà mình một chiếc Lacetti nhá. Chiếc Lacetti, chiếc máy của em đây, đời 2010, đăng ký là bánh năm 2013, 140 triệu đồng thôi. 140 triệu đồng này. Đấy, cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, la răng đúc lốp láp thì còn đẹp, có phanh đĩa xin nhan trên sườn xe, tay lắm cửa, viền chân kính thì đã bọc lốp. Đây, điểm nhấn trên lớp sơn màu đen đây. Sedan hai đầu phân khúc hạng B, vè che mưa đầy đủ, máy số keo chỉ nội thất nguyên zin, 140 triệu đồng. Vâng, 140 triệu đồng thôi anh chị quý vị và các bạn nhé. Chào bác Bình Yên, có con đa Honda City nào không? Vâng, em xin trả lời câu hỏi của bác Bình Yên ạ. Honda City thì tạm thời bên em lại hết hàng bác nhá. Bên em dòng Honda thì đang có một chiếc Civic này. Đây thì em xin tư vấn cho bác về con Civic này, xem bác có ưng ý không. Vâng, bác cứ để lại cho em số điện thoại đi. Hôm nào bên em có mẫu Honda City nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp với bác ạ. Đây, thì đến từ nhà Honda em xin giới thiệu đến cả gia đình nhà mình một chiếc Honda Civic đời 2009, đăng ký là bánh năm 2010, 265 triệu đồng. Vâng, 265 triệu đồng nhá. La răng đúc này, phanh đĩa ABS, lốp lát thì còn mới còn đẹp. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Nước sơn màu vàng cát, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương, 4 mùa không ngập lụt. 265 triệu đồng ạ. Bác Đỗ Quốc, 90 triệu bán được không anh ơi? Bác Đỗ Quốc đang quan tâm đến chiếc nào nhỉ, để em cân đối hai bên xem có để lại cho bác làm kỷ niệm không nhỉ, bác Đỗ Quốc ơi. Đâu chiếc nào nhỉ? Bác để lại cho em bình luận đi. Xem bác đang quan tâm đến chiếc nào mà 90 triệu nhỉ? Vâng, chào bác Văn Tình Nguyễn này. Vâng, chào bác Trần Na này. Vâng, em xin báo giá và giới thiệu tất cả những chị quý vị mình những đầu sản phẩm đang có bên em. Anh chị quý vị nhà mình đang quan tâm mẫu nào
mà ưng mẫu nào thì cứ để lại bình luận cho em, để em tư vấn sâu và trực tiếp trên làn sóng Nai Chim của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Vâng, tiếp theo đây, trước máy quay em xin gửi anh chị quý em mình một chiếc Hyundai Getz đó. Chiếc Hyundai Getz trước máy quay em đây ạ, đời 2009 này, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, động cơ 1.1 số sàn, máy số keo chỉ sơn si thì còn chất, với cơ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 145 triệu đồng. 145 triệu đồng cho một chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, siêu bền bỉ, đời 2009, nhập Hàn nguyên chiếc. Đây, anh chị quý vị nào mà đang quan tâm với dòng Hyundai Getz này thì bên em đang có hai chiếc nhá, một chiếc đời 2010 và một chiếc đời 2009, chiếc máy quay em đây, 145 triệu đồng, đồng giá 145 triệu đồng cho quý vị và các bạn ạ. Thì hôm nay bên em có về một chiếc i10 bản đủ nữa đây, cũng lớp sơn màu bạc nhá, anh chị quý vị nào mà đã quan tâm đến nó. Có bố 214 bán không em? Bác Trần An là có bố 214 là chiếc nào bác nhỉ? Phương cho lọt tập này. Vâng, cạnh chiếc Hyundai Getz bác để lại bình luận rõ cho em một chút để em tư vấn cho bác Trần An nhé. Vâng, cạnh chiếc Hyundai Getz đời 2009 thì tiếp theo đây cũng đến từ nhà Hyundai đây. Em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc i10 bản đủ hôm nay bên em mới về đây. 245 triệu đồng này, chiếc Hyundai Grand i10 bản đủ với lớp sơn màu bạc này. La răng đúc phanh đĩa ABS, gương kính cụp xòe điện xi nhan tích hợp trên gương. Biển tư nhân chính chủ thủ đô nhá. Với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 245 triệu đồng. Zin từ máy số keo chỉ đến sơn si, cầm bệ thì vô cùng là chắc chắn, 245 triệu đồng. Chiếc này thì trên fanpage chợ ô tô đầu mối Hải Dương đã có hình ảnh và video chi tiết review cho cả gia đình mình rồi. Anh chị quý vị mình quan tâm thêm thì có thể vào trực tiếp chợ ô tô đầu mối Hải Dương, cho em xin một nút like cũng như một nút theo dõi và quan sát video của chiếc Hyundai Getz, chiếc Hyundai Grand i10 đấy anh chị quý vị các bạn nhé. Có Vios 214 bản E không anh? Vâng, em xin trả lời câu hỏi của bác Trần An ạ. Vios đời 2014 bản E thì bên em tạm thời lại chưa có ấy, nhưng có một chiếc Vios đời 2012 bản E xịn đây. Em đã review trực tiếp từ đầu buổi livestream rồi thì em xin review lại một lần nữa cho bác Trần An đang có câu hỏi trên làn sóng ạ. Chiếc Vios đời 2012 bản E xịn xin gửi đến gia đình nhà mình đây. La răng đúc này, lốp lát còn mới, có phanh đĩa ABS này, xi nhan tích hợp trên gương đấy, viền chân kính này, bọc lốc này, trang bị cả vè che mưa cho chị quý vị nhà mình. Phần nội thất bên trong được bọc da đây, nội thất bên trong bọc da rất là đẹp, trần lỉ thì zin nguyên bản theo xe, đầu đài màn hình cỡ lớn phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho chị quý vị mình. Điều hòa rét buốt, động cơ 1.5 số sàn, 275 triệu đồng bác Trần An nhé. Đây đấy, 275 triệu đồng xin gửi về đến bác Trần An này. Vâng, chào bác Lò Tập, để có con A3 em tầm 180 triệu không anh? A3 tầm 180 triệu thì ở bên em tạm thời này lại em vẫn chưa rõ sản phẩm bác Lò Tập đang quan tâm đến là mẫu nào nhá. Vâng, bác bình luận này cho em rõ một chút đi để em tư vấn trực tiếp trên làn sóng livestream này cho bác ạ. Vâng, chào bác Đức Đào này. Chào bác Khai Hữu này, có 7 chỗ màu đen không anh? 7 chỗ màu đen à? 7 chỗ màu đen bên em có nhá. Thì vừa đầu buổi livestream đấy em đã tư vấn cho nhà mình một chiếc Captiva này đấy, 208 màu đen này, 2.4 số sàn, 8 chỗ ngồi, zin từ máy số keo chỉ đến sơn si, zin toàn tập luôn, nội thất zin này, cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi đấy, đèn pha đèn hậu thì trang bị công nghệ hiện đại này, bi cầu siêu sáng siêu đẹp, 210 triệu đồng, 210 triệu đồng thôi đấy, màu đen cho bác đang quan tâm nhé. Vâng, cả nhà mọi người đang xem livestream thì cho em xin 57 lượt tim đi, 57 lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream này hơn nhé. Cảm ơn anh chị quý vị và gia đình mình rất là nhiều ạ. Vâng, thì ngay sau đây em xin tư vấn tiếp tục những đầu xe hiện đang có tại chợ bên em cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo nhé. Bác nào quan tâm mẫu nào, quan tâm dòng nào thì cứ để lại bình luận cho em đi. Không chỉ quan tâm về xe này mà tất cả những thủ tục từ rút hồ sơ này, sang tên bấm biển, đổi biển này thì bên em cũng tư vấn cho anh chị quý vị mình nếu quan tâm nhé. Vâng, tiếp tới đây trước máy quay em xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình một chiếc Hyundai Grand i10 đời 2017 này, động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi,
xe được trang bị la xăng đúc này, có phanh đĩa lốp lát thì còn mới. Cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 240 triệu đồng. 240 triệu đồng. Xe đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022 ạ. Vâng, chào bác ạ. Đau Trường Thành có xe Vios 204-205 không? Ok, 204-205, bên em có một chiếc Vios nhá. Đây, hôm nay mới về đây, em xin tư vấn cho bác luôn ạ. Đây, chiếc Vios đời 2015 đây, biển 18A08285, chiếc máy của em đây ạ. Xe thì được sản xuất năm 2005 này, đăng ký năm bánh 2007. Với cửa tiền gửi đi anh chị quý vị và gia đình nhà mình là 135 triệu đồng. 135 triệu đồng, nước sơn màu đen này. Máy số keo chỉ thì còn rất, còn chất, còn đẹp nhá. Đấy, em xin quay phần nội thất bên trong của chiếc Toyota Vios đời 2005 này cho anh đang quan tâm ạ. Đây, màn hình đầu đai đây thì zin nguyên bản theo xe, 135 triệu đồng thôi. Giá còn bớt sâu được cho anh chị quý vị nhà mình. Bác Đau Trưởng Thành mà có quan tâm đến mẫu này thì cứ để lại cho em xin số điện thoại, ngay sau buổi livestream này em sẽ tư vấn cho bác Đau Trưởng Thành nhá. Tư vấn riêng cho bác để bác có những cái nhìn sâu hơn về chiếc mẫu này ạ. 100 em chốt. Ồ, bác Đau Trưởng Thành ơi, 100 thì giá này bên em chưa chốt anh nhá. Anh lên lên một xíu xíu đi để bên em cân đối cả hai bên, để cho anh cũng để cho người mua và người bán đều là có cái mức giá hợp lý nhất. Và anh Đau Trưởng Thành nhá. 205 này. Vâng, thưa hôm nay bên em đây có về một mẫu xe mới gửi đến anh chị quý vị nhà mình đây. Một dòng sản phẩm đến từ nhà đây, đời 2009 nhá. Đây, đến từ nhà Nissan nhá, chiếc đây. Chiếc Titan đời 2009 này, động cơ 1.6 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 196 triệu đồng. Và 196 triệu đồng cho một sản phẩm đến từ nhà Nissan đây. Máy số keo chỉ còn chất nhất đời 2009 này. Nội thất bên trong siêu siêu đẹp luôn. Em xin quay cho anh chị quý vị mình cùng quan tâm ạ. Nội thất bên trong này màu be rất là đẹp đây. Vâng, trước đây thì ngày mai thôi em sẽ có video review cho cả anh chị quý vị mình. 196 triệu đồng. Một đây. Đây, khá nhiều sản phẩm rồi. Đây, hôm nay bên em có về một chiếc bán tải đây. Để phù hợp em thì chiếc này vẫn chưa có giá này, vẫn chưa có giá. Thì ngày mai sẽ cân đối về giá cả để phục vụ anh chị quý vị mình, để đưa đến anh chị quý vị mình những dòng sản phẩm với giá mức giá cả hợp lý nhất đó. Rồi ạ. Đây, hôm nay về bên em có về một chiếc Fonger mới đây. Chiếc này thì em vẫn chưa nắm rõ được thông tin để giới thiệu đến cả gia đình nhà mình ạ. Đầu này thì đấy, về hôm nay về bên em về chiếc Fonger này, về một chiếc Tucson này. Đấy thì giá cả này vẫn chưa có nhá. Thì ngày mai bên em cân đối giá cả để sẽ lên video này cũng như hình ảnh này để giới thiệu đến anh chị quý vị mình hai cái mẫu sản phẩm bên em mới về đây. Đằng sau chiếc Tucson hôm nay bên em mới về, thì em xin giới thiệu đến anh chị quý vị mình một chiếc Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đời 2009, đăng ký là bánh năm 2010. Với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 165 triệu đồng. 165 triệu đồng cho chiếc Kia Morning nhập khẩu, chiếc máy quay em đây ạ. Đấy, mang nước sơn màu trắng này, la răng đúc phanh đĩa này, máy số keo chỉ còn vô cùng là chất, vô cùng là đẹp. 156 triệu đồng xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình. Đây, nội thất ghế lỉ zin nguyên bản theo xe nhé. Vô lăng túi khí này, vô cùng là nhỏ gọn, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu. Máy số này, điện đóm này dễ bảo trì bảo dưỡng, phụ tùng này dễ mua dễ thay thế. 150 triệu cho anh chị quý vị mình. Vâng này, chào bác Khải Hữu này, có Innova màu đen không anh? Vâng, Innova màu đen thì tạm thời bên em chưa có bác ơi. Bên em có rất là nhiều đầu Innova đấy, đang 5 chiếc nhá. 206 này, 207, 208 này, 210 này. Bác cứ cho em xin số điện lại số điện thoại đi. Sau buổi livestream này em sẽ gửi hình ảnh những cái mẫu Innova bên em để cho bác tham khảo nhá. Đây, chiếc Fonger. Đây, hôm nay bên em đã cân đối và để lại giá cả một cách công khai nhất cho anh chị quý vị mình cùng quan sát đây. Chiếc Fonger đời 2009 này, nhập Thái với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 285 triệu đồng này. 285 triệu đồng cho chiếc Fonger, chiếc máy của em nhá. Đấy,
máy số, keo chỉ sơn si còn chất còn đẹp này. Đấy, anh chị quý vị nào mà đang quan tâm đến dòng Fonger này thì bên em đang tạm thời có hai chiếc này, một chiếc màu đen này, một chiếc màu trắng này, để anh chị quý vị mình cùng tham khảo nhé. 285 triệu đồng ạ, hai đời 2009 này. Vâng, chào bác Khải Hữu này, 0365 503 193. Vâng, em đã chụp lại màn hình số điện thoại của bác rồi. Ngay sau buổi livestream này em sẽ gửi cho anh những mẫu Innova bên em đang có để bác tham khảo nhé. CDX này, Gentra này. Vâng, tiếp đây em xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình với cược tiền là 254 triệu đồng, 254 triệu đồng cho một chiếc Kia Morning đời 2010, đăng ký là bánh năm 2013, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc này, động cơ 1.0 số tự động đây, với lớp sơn màu xanh kiểu long rất đẹp đây, la xăng đúc này, nốp lắp mới, có phanh đĩa ABS nữa. 245 triệu đồng, giá còn bớt sâu được cho trẻ cho chị quý vị nhà mình. Cặp đèn pha trái xoài này thì còn sáng còn đẹp, không có dấu hiệu rạn nứt, bóng mờ do xương do nhiệt. Xe này mang biển tư nhân chính chủ 29A Hà Nội đây, biển thủ đô, xin kính chị quý vị mình. Là răng đúc này, có phanh đĩa ABS, nốp lát còn mới, xin nhan thì tích hợp trên gương. Với cược tiền gửi đến gia đình nhà mình là 245 triệu đồng này. Xe đăng kiểm thì còn rất là dài, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Thì em ngay sau đây em xin quay phần nội thất bên trong của chiếc Kia Morning đời 2010 nhập Hàn này cho anh chị quý vị các mình cùng quan sát ạ. Đây, vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng. Đầu đài và màn hình di nguyên bản theo xe đây. Điều hòa nóng lạnh hai chiều auto xét buốt luôn. Đấy, phần nội thất bên trong rất là đẹp này. Trần thì vẫn là trần nỉ di nguyên bản theo xe này. Đấy, 245 triệu đồng. Giá còn bớt sâu được cho cả anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác ơi. Quốc Hương Trần này, chào bác Tuấn Phạm Văn này. Chào tất cả anh chị quý vị nhà mình. Anh chị quý vị nào vừa vào xem buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ngày hôm nay, hay thì hãy cho em xin một nút like cũng như một nút theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những dòng sản phẩm bên em đang bày bán ạ. Vâng, thì vừa em đã giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc Fonger đời 2009 với cược tiền là 285 triệu đồng. Thì tiếp theo đây em xin giới thiệu đến cả gia đình nhà mình, đây là một chiếc bán tải đây, chiếc Fonger đời 2013, đăng ký vào năm bánh năm 2014, với cược tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 410 triệu này. Xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, động cơ 2.2 số sàn, hai cầu máy dầu, la xăng đúc, lốp lát còn mới, phanh đĩa ABS, đăng ký 5 chỗ ngồi. 410 triệu đồng xin gửi đến anh chị quý vị nào nhà mình nhé. Vâng, cả nhà mình ai đã quan tâm đến dòng bán tải này thì bên em đang có hai chiếc Fonger, một chiếc 2009 285 triệu đồng, một chiếc 2013 410 triệu đồng. Vâng, cả nhà mình quan tâm thì cứ để lại số điện thoại đi. Ngay sau buổi livestream này em sẽ gửi đến cả gia đình mình những video review chi tiết về hai chiếc bán tải bên em đang bày bán ạ. Vâng, đằng sau chiếc Fonger đời 2013, động cơ 2.2, hai cầu máy dầu. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến gia đình nhà mình một mẫu xe dưới 80 triệu đây. 78 triệu cho chiếc Matiz bản SE đời 2007 này, động cơ 0.8 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Một dòng xe tập lái nhỏ gọn này, ăn xăng như người luôn. Động cơ 0.8 số sàn anh chị quý vị các bạn nào mình nhá. 78 triệu đồng, xe tư nhân chính chủ Hà Nội đây. Máy số, keo chỉ sơn si, bao chất, bao đẹp cho cả gia đình mình. La răng đúc này. Đấy, em xin quay phần nội thất bên trong của cả gia đình mình. Đấy, đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe này. Nội thất ghế da, điều hòa hai chiều long lạnh, rét buốt luôn. 78 triệu đồng xin gửi đến cả gia đình nhà mình nhé. Vâng, đằng trước chiếc Matiz bản SE đời 2017, động cơ 0.8 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin gửi đến chị quý vị nhà mình với cược tiền là 155 triệu đồng. 155 triệu đồng cho chiếc Lancetti đời 2009, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi đây. Đấy, một chiếc sedan hai đầu phân khúc hạng B này, máy số, keo chỉ chất này, lốp lát còn đẹp, nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe màu be nhé. Cửa tiền là 155 triệu đồng. Những chi tiết như tay lắm cửa này, viền chân kính, ốp gương thì bậc ốp lốc rất là đẹp đây. Anh Vương, anh chị quý vị nào nhà mình đang quan tâm đến những mẫu xe tầm 150 triệu đồng thì bên em đang có khá nhiều đầu xe để phục vụ cho cả gia đình nhé. Khá là nhiều đầu xe này, rất là nhiều sự lựa chọn này, Lancetti này, Gentra này, đấy cũng như ạ.
để gửi đến gia đình nhà mình ạ. Vâng, thì mọi thắc mắc và mọi những yêu cầu gì cần tư vấn thì cả gia đình mình cứ để lại trực tiếp trên làn sóng livestream ngày hôm nay, để mà tư vấn sâu hơn cho cả gia đình nhé. Và để kỹ càng và sâu sắc hơn nữa thì nhà mình cứ để lại số điện thoại đi, để sau buổi livestream này thì em sẽ kết bạn qua Zalo bằng hai số like của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để giới thiệu cho anh chị quý vị mình tất cả những đầu sản phẩm bên em đang bày bán ạ. Tiếp theo đây em xin gửi đến anh chị quý vị mình với cửa tiền là 255 triệu đồng, 255 triệu đồng cho chiếc Kia Morning bản SD đời 2016, chiếc máy của em đấy nhá. Đây, nước sơn màu trắng vô cùng là đẹp này, la xăng đúc phải lốp láp mới, có phanh đĩa ABS, cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp, xin nhan thì tích hợp trên gương này. Đấy, xe đăng kiểm rất là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. 255 triệu đồng một chiếc xe Kia Morning động cơ 1.25 số sàn 4 máy, tiết kiệm nguyên liệu vô cùng, gửi đến anh chị quý vị nhà mình nhé. Đời cao là hiện đại và vô cùng tiết kiệm nguyên liệu. Đây còn rất là nhiều, vừa rồi em đã giới thiệu rất là nhiều đầu xe cho anh chị quý vị các bạn nhà mình cùng tham khảo rồi. Cả gia đình mình ai đang quan tâm đến dòng nào nhỉ, quan tâm đến mẫu nào thì cứ mạnh dạn để lại bình luận trực tiếp trên làn sóng này, livestream ngày hôm nay, để em tư vấn cho cả gia đình mình thêm nhé. Vâng, chào bác Lê Tạo này, chào bác Phan Thiên Hoa này, chào bác Long Ly này. Vâng, chào tất cả những khách hàng thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đây, thì bên em vừa đã khá nhiều đầu Matiz và Spark nhỏ gọn này, động cơ 0.8 số sàn rồi. Thì chiếc máy quay cắm đây, em xin giới thiệu đến cả gia đình nhà mình một chiếc Spark đời 2011, đăng ký làm bánh năm 2012, với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 145 triệu đồng. Động cơ 0.8 số tự động nhá. Chiếc này là số tự động, xin gửi gia đình mình ạ. Máy số, keo chỉ, sơn si, bao chất bao zin ạ. 145 triệu đồng. Đây, sơn si vô cùng đẹp này, máy số keo chỉ vô cùng chất này. Tiết kiệm nguyên liệu, động cơ 0.8 số tự động. Cam nồi, cam hành trình thì đầy đủ rồi. Đầu đài màn hình Android cỡ lớn, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho cả gia đình mình. 145 triệu đồng thôi anh chị quý vị các bạn nhà mình ạ. Đây em xin đi tiếp tục để giới thiệu những dòng sản phẩm hiện đang có tại bên em. Nhà mình ai vừa vào xem livestream, bác nào vừa mới vào xem buổi livestream ngày hôm nay thì hãy cho em xin một nút like cũng như một nút theo dõi kênh fanpage chợ ô tô đầu mối Hải Dương cả nhà mình ơi. Cảm ơn anh chị quý vị nhà mình rất là nhiều nhá. Chúc cả gia đình mình đang xem livestream này thì có một buổi tối vui vẻ, qua làn sóng livestream này sẽ chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất ạ. Vâng. Chiếc máy quay đây với cửa tiền là 215 triệu đồng. Em xin giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình một chiếc Kia Morning này. Chiếc Kia Morning đời 2016 này, 215 triệu đồng. La răng đúc, lốp lát còn mới. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, đăng kiểm dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Máy số keo chỉ zin, nội thất nguyên bản theo xe. 215 triệu đồng. Bên em đang có 3 chiếc Kia Morning đời 2016 với cửa tiền nhanh quanh là 215 triệu đồng và 220 triệu đồng. Xin gửi đến anh chị quý vị các bạn ạ. Cạnh chiếc Kia Morning đời 2016 rồi. Tiếp tới đây em xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình. Đây. Trước Innova, vâng, chiếc Innova bản tiêu chuẩn trước máy của em nhé. Đời 2007 này, đăng ký và làm bánh năm 2008, động cơ 2.0 số sàn, đăng ký 8 chỗ ngồi, bản tiêu chuẩn thôi. Nhưng được xe được độ lên la răng đúc này, lốp lát còn mới còn đẹp này, có phanh đĩa rồi. Đấy, tay lắm cửa viền chân kính được bọc lốc. 180 triệu đồng cho mẫu Innova trước máy của em đây. Tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. 180 triệu đồng anh chị quý vị bạn nhé. Đấy thì vừa rồi em cũng đã giới thiệu tất cả những đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Những sản phẩm nào hôm nay mới về thì em chưa tư vấn sâu được thì em sẽ hứa với anh chị quý vị mình vào buổi ngày mai em tư vấn sâu hơn cho cả gia đình mình. Vâng, mọi tư vấn và thắc mắc thì anh chị quý vị nhà mình cứ để lại bình luận cũng như là để lại số điện thoại đi, để sau buổi livestream này em sẽ kết bạn và gửi cho anh chị quý vị những thông tin chi tiết về sản phẩm cả gia đình mình quan tâm ạ. Vâng, thì em đã giới thiệu hết những sản phẩm bên em đang bày bán rồi. Nhà mình đang quan tâm đến mẫu nào, quan tâm đến dòng nào thì cứ để lại cho em bình luận đi để em tư vấn trực tiếp trên livestream một cách rõ ràng nhất cho gia đình nhà mình nhá. Rõ ràng
từ máy số keo chỉ sơn chi rõ ràng cả về giá cả nhá. Được là bán thôi, được giá hợp lý là bán cho cả gia đình thôi ạ. Vâng, chào bác chính hiệu Hoàng này, chào thành BL này, chào bác Đỗ Thiểm này. Chào tất cả anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Chúc anh chị quý vị mình đã có một buổi livestream vui vẻ này. Muốn xe hay thì tìm ngay Thanh Tùng tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhé. Xin chào gặp lại anh chị quý vị nhà mình trong những buổi livestream vào 8 giờ 3 phút tối mỗi tối. Vâng, chào cả gia đình mình ạ.